Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với em Tùng Audio. Buổi chiều nay lại tiếp tục lên đường trang bị âm thanh điện tử cho các anh em khách hàng đây. Có rất nhiều đơn đặt hàng của anh em khách. Xua 38 lên đường này. Đấy, vàng KM 30 Pro V2 lên đường phụ anh em này. Còn rất nhiều trang bị âm thanh nữa các anh nhá. Lồng tiếng TD. Đấy, còn sang đây là dòng vàng JBL S8 Plus. Đấy, rất nhiều dòng vàng cơ lai số bên cả anh em lên đường phụ anh em khách hàng. Lồng tiếng Lexo. JBL S8 Plus số lượng hàng bên em còn không còn nhiều các nhá. Anh em lưu ý là dòng JBL S8 Plus bên em hiện tại số lượng hàng chưa đến 100 bộ nữa. Nên là anh em đã có nhu cầu với dòng sản phẩm này, các bác liên hệ ngay. Hàng sớm nhất tránh tình trạng là hết hàng. Hôm trước vừa về được hơn 100 bộ tiếp theo nữa phục vụ anh em, bây giờ đã hết rồi các bác nhá. Đấy, không còn nhiều nữa. Dòng này thì em sẽ cố gắng về thêm hàng để các bác quản lý nguồn DBX860 lên đường đây. Quản lý nguồn DBX8. Rất nhiều trang thiết bị âm thanh, dường như là hôm nay lên đường tất cả trang thiết bị âm thanh bên cả anh em luôn. Những cái mẫu sản phẩm là em lên sóng lên được hết đây. Đấy, vàng JBL S8 Plus này. Và ngoài ra thì Mixua đang chuẩn bị đóng hàng đây phục vụ anh em. Hôm nay thì lên đường cả đẩy luôn cho anh em khách mua hàng số lượng lớn, anh em mua lẻ thì đến với cảng Tùng Audio xin gửi cho anh Nguyễn Dung Hương đến từ Đà Nẵng đây. Đẩy 4 kênh 1200W và 1200 DK 1200 xin lỗi các bác. Dòng đẩy STC S800 đây là dòng đẩy 2 kênh phục vụ cho anh Thanh. Đấy, những anh em khách hàng mua đặt hàng bên cảng nhà em thì yên tâm đi. Hàng sản phẩm bên em thì lên đường rất nhiều. Đây JBL S8 này các bác nhá. S8 Plus. Mày đóng hết cho cái thùng này đi, lên đường để cho anh em này các bác này. Số lượng hàng mua lẹ thiết bị âm thanh bên em ngày càng nhiều. Đấy, còn anh em mà muốn mua số lượng lớn thì cứ liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio nhá. Vậy còn rất nhiều trang bị âm thanh khác bị lên đường phụ anh em đây. Đấy, súp điện này. Và đây, những dòng vàng thì bên em luôn luôn cho anh em kiểm tra hàng nhé các bác mua hàng bên cả anh em thì chắc chắn sẽ được quyền kiểm tra hàng rồi. Đó là những điều bên em có thể hỗ trợ trực tiếp khi anh em mua hàng. Ngoài ra thì các bác muốn mua số lượng lớn thì các bác liên hệ trực tiếp theo số Zalo. Anh em có thể làm việc với số lượng hàng các bác muốn mua, muốn lấy số lượng lẻ xỉ như nào các bác liên hệ bên em. Còn những anh em mà chơi, gia đình chúng ta cần mua, cần được setup thì cứ liên hệ trực tiếp bên em Tùng nhá. Bên em sẽ hỗ trợ setup cài đặt luôn cho anh em, tặng dây rắc và hỗ trợ bao ship toàn quốc cho các anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán sau. Đó là gì bên em có thể hỗ trợ trực tiếp khi anh em khách hàng mua hàng và sử dụng trang thiết bị âm thanh bên cả anh em. Đấy, hôm nay thì lên đường rất là nhiều trang thiết bị âm thanh. Em cảm ơn các bác anh em khi tin tưởng hộ cả Tùng Audio Hải Dương với trang thiết bị âm thanh Lelotic S108 này, TD này, lưng đứng Lexo này, quản lý nguồn này. Vẫn còn rất nhiều mẫu sản phẩm khác bên em đang chuẩn bị lên những video phục vụ anh em khách hàng với trang thiết bị âm thanh, thì anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em cách nhấn like, cập nhật video liên tục tại cảng Tùng Audio Hải Dương. Nếu anh em cần mua số lượng và xỉ lẻ giá tốt, liên hệ ngay Zalo 0979629336. Và một lần nữa thì em xin kính chúc các anh em nhận hàng ưng ý với tất cả trang bị âm thanh tất cả anh em nhé. Xin chào các bác.